Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021 của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là khoảng thời gian mà xóm chõi ở cuối con hẻm 180 đường Phạm Phú Thứ, bên hông chợ Bình Tiên thuộc phường 4 quận 6 Sài Gòn nhộn nhịp nhất năm. Do nhu cầu thay đổi chõi mới để quét dọn nhà cửa đón năm mới của người Việt luôn tăng cao vào mỗi dịp xuân về. Chỉ có mùa Tết với mùa nghỉ hè là bán được thôi. Nghỉ hè mà ta tụ trường á, người ta đi mua để vô cho học sinh rồi đó. Thì bán được chạy chạy thôi chứ còn tháng mưa là nó ế lắm. Năm nay Covid bán ế đó. Người ta mua lẻ đó, có bán cũng được. Tháng này thì bán được rồi. Bây giờ có gấp lắm cũng vậy thôi. Mình cũng cứ ngày có bao nhiêu đó hả. Chứ không có làm lương được. Đâu phải máy móc đâu tay chân mình. Tết thì đỡ hơn chút xíu thôi. Ngày thường kiếm ngày được 200, Tết 250. Theo những người thợ làm chổi đất, các sản phẩm ở xóm chõi không chỉ cung cấp cho nhu cầu người dân ở Sài Gòn mà còn ở nhiều tỉnh thành khác. Thậm chí có một vài nhà đã mở xưởng làm chõi để xuất cảng đi một số nước ở Đông Nam Á như Malaysia, Singapore, v.v. Tuy nhiên, nếu làm riêng lẻ theo từng cá nhân, thì thu nhập từ nghề làm chõi của mỗi người chỉ nằm trong khoảng trên dưới 200.000 đồng một ngày. Nghề làm chổi tuy không vất vả, nặng nhọc như nhiều công việc tay chân khác, nhưng nó chỉ có thể ngồi một chỗ và mất rất nhiều thời gian. Trong khi trung bình mỗi ngày, người thợ chỉ làm được khoảng hơn 10 cây chổi với giá bán từ 20.000 đồng đến 60.000 đồng một cây. Giá cao hay thấp là tùy thuộc vào những trọng lượng bông đót trong một chiếc chổi. Cũng như nhiều nghề khác, cứ sau thời gian ăn Tết xong là người dân xóm chõi lại bắt tay vào công việc liên tục cho đến cuối năm thì nghỉ. Trong đó, tháng Chạp là tháng khiến nhiều người bận rộn nhất vì nhu cầu mua chõi mới của người dân tăng cao. Chỉ là nghề thua hơn cái nghề đi bán vé số một xíu thôi. Nghề đi bán vé số là mình được ngồi trong nhà, mình làm trong mát, còn bán số đi ngoài đường. Lội nắng, lội non, trên sương dưới gió, vậy đó. Còn này mình làm trong nhà, mình kiếm ngày công thôi. Ngày công ở này không phải như ngày công của giấy số. Ngày công này chỉ là có ngày có 200 ngàn thôi. Đủ nuôi con, ăn học tới nơi tới chốn thôi, chứ không có giàu có gì hết. Có gì đâu, đâu có giàu có gì đâu. 26 năm mà vẫn nhà đâu có nhà cao cửa rộng gì đâu. Chỉ đủ tiền nuôi con ăn học thôi. Thì không có mệt, nhưng mà nó nhọc. Tại vì có em giác nặng thì nó sẽ mệt rồi em nghỉ, nhưng mà cái này nó không có mệt, nhưng mà nó em làm hoài vậy đó. Em làm mà em không có được nghỉ, nhưng em nghỉ là nó không có ra hàng. Vậy á. Không có được, không có dám nghỉ luôn á. Hồi xưa là cha mẹ gia đình khó khăn, không ăn học, anh em đông, học không tới nơi tới chốn. Chứ bây giờ hả, như con chị á, nó ăn học tới nơi chốn, nó đâu biết làm cái này đâu, không đụng tới luôn á. Có ăn có học làm chi, cái này là em biết nghề truyền thống thiệt, nhưng mà nó không có ý là không có phụ nó, nhưng mà có nghĩa là không giàu gì á. Người ta làm như là cái cơ sở lớn đi, người ta xuất khẩu đi nước ngoài rồi đó, người ta mới giàu. Còn mình làm nhỏ lẻ không có giàu, đủ ăn thôi. Xóm chõi ở Sài Gòn hình thành từ trước những năm 1975 do người dân ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi chạy giặc vào Sài Gòn lánh nạn ở những năm 1968, rồi mang theo nghề làm chổi để mưu sinh. Suốt nửa thế kỷ qua, xóm chổi đã trải qua nhiều thăng trầm, có giai đoạn là đỉnh cao của nghề, thì gần như cả xóm ở hẻm 180 đều lấy nghề làm chổi đót là nghề chính để nuôi sống cả gia đình. Nhưng đã hơn 10 năm trở lại đây, xóm chổi dần lụi tàn vì thu nhập từ nghề làm chổi không bằng những công việc khác nên nhiều người đã bỏ nghề. Vì vậy, gọi là xóm chõi, nhưng hiện nay nơi đây chỉ còn khoảng chưa đến 10 gia đình làm chõi, và tất cả những người thợ làm chõi đều đã lớn tuổi. Bây giờ người ta nghỉ cũng nhiều lắm, không có làm nữa. Tại vì nói ngay làm nghề này người ta cũng không có dương lên cao lắm. Có làm thì có ăn, không làm thì cũng nghỉ, không có ăn. Mà tay chân lao động suốt ngày, làm không có lời bao nhiêu. Giờ người ta bỏ ra ta làm nghề khác hết. Cái này là con cháu còn ở lại nữa nó nhiều hơn. Cô không có ai làm hết, có mình cô làm mà tự làm tự ăn. Hồi xưa là coi như nhà nào cũng có làm hết á. Ở đây đó. Nhưng bây giờ người ta nghỉ nhiều lắm rồi. Ta đi buôn bán cái khác người ta không muốn làm nữa. Lại này không có lời bao nhiêu. Ta về quê, tao về Quảng Ngãi người ta làm. Ở quảng người ta mua nó gần hơn. Thôi bây giờ cô cũng lỡ rồi, cô già rồi. Cô không có làm gì nữa. Thôi bây giờ làm bậy bậy về sống qua ngày. Giờ biết ai mà mướn cô đi làm cái gì nữa. Sao mà hiện nó dính vô cái này là bỏ không được. Không biết ông tổ này ông nặng quá trời quá đó.
bỏ nhiều lần bỏ rồi bỏ không được. Cái lời nó ít thu nhập ít quá, mình muốn đổi nghề. Mà đổi nghề thì bây giờ ra ngoài thị trường biết đổi nghề gì bây giờ. Nghề gì cũng bon chen không lại người ta, thôi làm thuê làm mướn tiếp. Bỏ hai lần là bỏ không được á. Ông cái ông tổ này ông nặng quá, ông níu dò lại hoài à. Đi ra ngoài đi kinh doanh, đi bán dép một lần rồi nè. Rồi cũng không lại người ta. Rồi đi bán cái số mà cũng không lại người ta luôn á. Người ta giật, người ta lừa đổi số, người ta lặng, gian lặn mình mắc số không có lời. Rồi về làm này tiếp. Đi bán sả ớt, hành tiêu sả ớt thì công an rượt, đổ lên đổ xuống. Chạy đâu lại công an đâu rồi, nghỉ về làm chợ tiếp. Hồi xưa nguyên cái xóm này nè, ta làm á hả? Từ đầu hẻm này đến cuối hẻm này luôn á, mà bây giờ em thấy còn có ai làm không? Thấp quá mà sao không hiểu sao mà cái nghề này nó cứ nó bám theo mình hoài. Thôi ăn phận ở nhà làm. Nhà kiếm tiền chợ búa, điện nước vừa đủ thôi, con học vừa đủ rồi, không dư có gì hết. Chúng tôi tường trình cho đài SBTN tại Sài Gòn. Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.